Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Canh Tý trưởng thành, tự lập sớm hơn những người khác. Vì vậy, cuộc sống của họ cũng nhanh chóng ổn định, sự nghiệp vững chắc. Họ khéo léo trong cách giao tiếp và ham học hỏi. Điều đó giúp tuổi Canh Tý tạo dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu dài. Họ cả đời sống trong an nhàn, càng về già càng được hưởng cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, tuổi Canh Tý có cái tôi khá cao. Họ coi trọng danh dự và phẩm chất của mình hơn tất cả mọi thứ. Nếu như có ai cố tình xúc phạm đến lòng tự trọng của mình, tuổi Canh Tý sẽ đáp trả một cách dữ dội. Với gia đình, bạn bè, họ luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ và sẵn sàng chia sẻ của cải, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi ông bà tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết của tuổi Canh Tý trong nửa đầu năm 2021, vận trình của tuổi Canh Tý trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan về tử vi của ông bà tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Xem tử vi của ông bà tuổi Canh Tý trong nửa đầu năm 2021, nhờ tác động của cục diện nhị hợp cũng như thái tuế và tuế can hình thành nên cục diện sát ấn tương sinh. Nên về cơ bản, ông bà sinh năm 1960 sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong thời gian này. Ông bà được hưởng lợi nhiều nếu tham gia vào các công việc hợp tác, chấp pháp, có cơ hội được trọng dụng. Nhân duyên trong thời điểm này cũng khá tốt, cũng là yếu tố giúp ông bà thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, nâng đỡ của bạn bè và mọi người ở xung quanh. Tuy nhiên vì công việc bận rộn mà ông bà cũng đã khá cao tuổi, nên sức khỏe sẽ chịu ảnh hưởng, tinh thần thường rơi vào trạng thái áp lực, mệt mỏi. Vậy nên để mọi việc có thể viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế thì thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Canh Tý nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế. Vật phẩm sẽ nên đón quý nhân để hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Canh Tý trong 6 tháng đầu năm 2021. Qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Xem tử vi nửa đầu năm 2021, sự nghiệp của ông bà tuổi Canh Tý có những bước phát triển nhất định trong thời gian này. Ông bà có thể được tiếp xúc với một vài cơ hội nhất định, giúp ông bà khẳng định được vị thế với mọi người ở xung quanh. Sự từng trải của ông bà là một trong những yếu tố khiến mọi người khâm phục và ngưỡng mộ. Đặc biệt có một số người may mắn nhận được sự trợ giúp của quý nhân nên những công việc tưởng chừng khó khăn cũng có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, ông bà tuổi Canh Tý hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyền long, tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp ông bà xua đuổi những hung tinh, hóa giải vận hạn. Đồng thời, vòng sẽ giúp ông bà tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành,
và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ ông bà phát triển công việc trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi khoa học, đường tài lộc của ông bà tuổi Canh Tý bằng phẳng trong nửa đầu năm 2021 Tân Sửu. Nếu vẫn còn đang đi làm, ông bà có thể khẳng định được giá trị của bản thân, khiến cấp trên hoặc đối tác tôn trọng, nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương, tăng cường hợp tác. Với những người đang nghỉ hưu, ông bà sẽ duy trì mức sống ổn định, thậm chí có người có tiền dư dả để tiết kiệm. Con cháu hiếu thảo, an tâm cũng giúp ông bà có cuộc sống chất lượng cao hơn. Bên cạnh đó, những người đầu tư vào lĩnh vực nhà đất cũng thu lại được một khoản lời lãi khả quan. Muốn kích vượng vận tài lộc thì ông bà tuổi Canh Tý hãy sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật Bát Bảo Tân Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phận hạt và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh ông bà. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và trợ tài lộc cho bạn. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình, ông bà sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi có cho thấy cuộc diện nhị hợp của năm 2021 sẽ đem lại tác động tích cực, khiến đường nhân duyên của ông bà tuổi Canh Tý sinh năm 1960 phát triển khá tốt đẹp. Ông bà thường nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người xung quanh nếu có phải vấn đề trong cuộc sống. Đa số mọi người đều duy trì được cuộc sống gia đình yên ấm. Tất nhiên, đôi khi những sự cố nhỏ có thể phát sinh, nhưng các thành viên trong nhà luôn lựa chọn tin tưởng nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió. Ngoài ra, trong thời gian này, ông bà hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ ở xung quanh. Đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Về mặt sức khỏe, trong 6 tháng đầu năm 2021, ông bà sinh năm 1960 có thể phải chịu một số áp lực khá nặng nề, khiến sức khỏe có dấu hiệu suy giảm. Cho nên ông bà cần căn cứ vào hình thức, tình hình thực của bản thân mình để sắp xếp kế hoạch làm việc và sinh hoạt cho đầy đủ. Dù sao ông bà cũng không còn trẻ tuổi, một va vấp hoặc sự cố nhỏ cũng dễ gây tổn hại đến cơ thể. Vậy nên trong thời điểm này, ông bà hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp ông bà khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt và giúp tâm được thanh tịnh. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang đến sức khỏe và bình an cho ông bà trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Canh Tý trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng Canh Tý, vận khí ông bà tuổi Canh Tý hanh thông, công việc suôn sẻ, thậm chí có bước đột phá mới. Đặc biệt trong thời điểm này, vận quý nhân vượng, có người trợ lực về tiền bạc hoặc tham ngư chất xám, giúp ông bà vượt qua khó khăn hay khủng hoảng. Theo đó, ông bà tuổi Canh Tý luôn có cảm giác làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi hơn trước. Tháng 2 âm lịch. Sang tháng Tân Mão, sức khỏe của ông bà tuổi Canh Tý được cải thiện, không mắc phải trọng bệnh vật chỉ gây ốm qua loa. Bên cạnh đó, tài vận khởi sắc, xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, cho nên ông bà cần chủ động nắm bắt. Có điều cần lưu ý, tháng này ông bà tuổi Canh Tý chịu tác động xấu của cục diện tương hại, cần hết sức cẩn trọng trong làm ăn, kẻo sẽ bị gạt hoặc lợi dụng, gây thiệt hại về cả tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Thứ ba là tử vi tháng 3 âm lịch. Xem tử vi ông bà tuổi Canh Tý trong năm 2021 cho thấy tháng năm Thìn có nhiều biến động về tài lộc, đa phần theo hướng tích cực. Tý thủy và nhâm thủy đồng tài. Tý thủy và nhâm thủy đồng hành sinh tài, lấy thiên tài làm chủ, có thể phát tài phát lộc bất ngờ, cho nên ông bà cần chủ động nắm bắt. Có điều trong tháng có hung tinh chủ về hao tán tiền bạc, ông bà tuổi Canh Tý tiêu tiền nhanh hơn kiếm tiền, áp lực tài chính lớn nếu không biết cách quản lý tốt ví tiền của mình.
May mắn trong tháng còn có quý nhân tam hợp nâng đỡ, ông bà tuổi Canh Tý sẽ gặt hái thành công lớn trong công việc. Mọi khó khăn sớm được giải quyết, làm gì cũng có người nâng đỡ, kết quả cuối cùng tốt đẹp, rất đáng để thử thách bản thân và chờ đợi thành quả. Tử vi tháng 4 âm lịch. Trong tháng mà tị hỏa và tí thủy cấu thành cục diện quan ấn khắc sát, công việc của ông bà tuổi Canh Tý vì thế mà phải chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, ông bà tuổi Canh Tý là người giàu ý chí vươn lên, càng thêm động lực để phấn đấu, có thể đạt được sự thăng tiến bất ngờ. Tài lộc trong tháng không lấy làm lý tưởng, chỉ vượt thu, nếu không thay đổi cách tiêu tiền, e rằng ông bà sẽ rơi vào cảnh vay mượn. Tháng 5 âm lịch. Trong tháng do chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, ông bà tuổi Canh Tý gặp nhiều bất lợi về vấn đề sức khỏe, công việc và chuyện tình cảm trong tháng này. Thời gian này ông bà cần tránh thức khuya, nên ăn uống khoa học, hạn chế ăn đồ ăn nhanh. Có như vậy, thể trạng mới sớm phục hồi, không ngã trọng bệnh. Thứ 6, tháng 6 âm lịch. Trong tháng này, một vài khó khăn trong công việc và tài chính của ông bà tuổi Canh Tý sẽ sớm được khắc phục. Sự nghiệp của ông bà có nhiều cơ hội thăng tiến, chuyện tiền bạc cũng được giải quyết ổn thỏa, làm ăn kinh doanh có lộc trời ban. Tuy nhiên, do cục diện tương hai ảnh hưởng, ông bà cần đề phòng bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái, nghiêm trọng còn dính tới pháp luật. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu về vận hạn của ông bà tuổi Canh Tý trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn. Trong thời điểm 6 tháng đầu năm Tân Sửu, ông tuổi Canh Tý được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là về hôn sự. Tuy nhiên lại cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó, ông gặp phải hạn huỳnh tuyền. Đây là hạn tác động xấu đến chủ yếu về vấn đề sức khỏe. Khi gặp hạn huỳnh tuyền sẽ dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng. Mưu cầu danh lợi đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Còn với bà tuổi Canh Tý trong thời điểm này sẽ được sao thủy diệu chiếu mệnh. Đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Tuy nhiên bà gặp phải hạn toàn tận, hạn này chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật. Ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, thay vì tiền mà bỏ cả mạng. Cho nên bà cần chú ý nhiều hơn về vấn đề này. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Canh Tý trong thời điểm này bao gồm sao Thiên Mã, báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ cũng như nơi ở, nơi làm việc. Vì sao điếu khách mang điềm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cung tam hợp lại quy tụ nhiều sao xấu như tăng môn, đại hao, tuế phá, thiên hư, gây hao tiền tán của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tan chế. Cung xung chiếu thì gồm có các tinh thiên phúc, long trì, thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng các cung tinh tuần, triệt, quan phù, thiên khốc lại báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của ông bà tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận giải tử vi và phong thủy chia sẻ. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.